Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình hay góp nhận 20 top cần có ký hiệu là AXT từ sang AnuSwap. Thì để tham gia hôm nay các bạn click vào link mô tả dưới video mình tâm sẽ tắt chatbot nha bạn. Kèo này khá là ngon nữa các bạn. Rồi. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow và tweet bot 3 người bạn mình vào các bạn. Trên Twitter các bạn theo dõi nè. Đây cũng là một cái trend của chó các bạn. Rồi các bạn trình dẫn như tweet nha bạn. Các bạn tăng 3 người bạn của mình vào. Rồi bạn tweet lại nè. Rồi bạn bắt đáp lên nha bạn. Tiếp tục bạn follow kênh partner nữa nè. Rồi các bạn like, các bạn theo dõi nha bạn. Các bạn tìm cái bài của nó các bạn. Rồi các bạn lướt xuống các bạn tìm cái bài AnuSwap các bạn test lại nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Tiếp tục các bạn join kênh Chiller nè. Mình đã join rồi. Rồi các bạn join vào kênh group nha bạn. Rồi mình đã join rồi. Tiếp tục các bạn subscribe kênh tất cả trên mạng xã hội nữa nha bạn. Kênh group kênh Chiller luôn nè. Join vào nè. Rồi các bạn bắt đáp lại. Các bạn subscribe kênh YouTube luôn nha bạn. Rồi trên kênh YouTube nữa các bạn bấm đăng ký nha bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Rồi bạn bấm chat. Rồi các bạn bấm vào một show này drop các bạn. Tiếp tục các bạn submit đi tên các bạn. Thì hai nhiệm vụ medium và reddit không bắt buộc các bạn điền là username telegram của tất cả bạn nè. Không anh 1 2 3 4 5 và gửi cho bot nè. Tiếp tục bạn gửi đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Trên tại Twitter bạn nhấp vào anh cùng nhấp vào một hồ sơ nè. Bạn nhấp vào ba gạch cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Rồi bạn sẽ chép liên kết nè. Rồi bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi bạn gọi lên chatbot nè. Đây thì nhiệm vụ này không bắt buộc nên mình khuyên các bạn muốn làm thì cứ có tôi cần thêm thôi các bạn, mình làm luôn các bạn. Mình follow minimum nè. Rồi bạn theo dõi nha các bạn. Rồi bạn nhấp vào ảnh avatar đang đen mình. Bạn nào không muốn follow thì các bạn bấm nút skip bỏ qua nha các bạn. Nhiệm vụ này không bắt buộc. Rồi các bạn nhấn vào ba cạnh cùng nhấn vào sao chép. Vì mình thấy minimum nó lót được nên mình làm luôn các bạn. Rồi cho bot luôn nè. Rồi tiếp tục follow cái tích gửi đường link và profile link cái tích luôn nè. Mình vào follow luôn các bạn. Trên cái tích thì bạn bấm follow nè. Rồi bạn nhấp vào bao gạch cùng, nhấp vào ảnh avatar của mình nè. Rồi nhấp vào bao gạch cùng nè. Bạn copy cái đường link Reddit mình nè các bạn. Rồi bạn gửi lại cho bot tiếp tục nè. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ BNB sở mát trên BET20 trên chocolate nha các bạn. Bạn sao chép nè. Còn nhiệm vụ nào, hai nhiệm vụ này các bạn bấm bỏ qua thì bạn bấm skip bỏ qua cũng vẫn bình thường nha các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục các bạn join vào tất cả kênh xã hội nữa, subscribe kênh UB nữa gọi chưa. Ok mình đã subscribe rồi các bạn. Rồi bạn bấm done các bạn. Submit you request Twitter, follow Twitter, request tweet. Tiếp tục follow Twitter. Rồi các bạn gửi là một link tweet hồi nãy nha các bạn. Thì bạn mở Twitter các bạn ra nè. Các bạn nhấp vào bao gần cùng nè, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ cái bài tweet này nha các bạn. Bạn sao chép liên kết nè. Rồi bạn gửi lên chatbot nè. Rồi tiếp tục bấm balance đi chứ số cần mình kiếm được nha các bạn. Ok mình đã nhận được 20 token AXT nè. Các bạn bấm vào withdraw ngày 30 tháng 8 không khói các bạn. Bạn bấm get link lên ghép chia sẻ cho bè những thằng để kiếm thêm tôi cần các bạn. Và tiếp tục mình chia sẻ cho các bạn một cái video. Và mình chia sẻ các bạn dự án tiếp theo là dự án ẩn chia tổng giải thưởng là 1.000 tỷ tôi cần có cái hiệu là mini card các bạn. Thì chương trình này góp này nó dành cho 10.000 member các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cũng click cho phần link mô tả mở Twitter mình ra các bạn. Nhiệm vụ tiên các bạn follow Twitter nè. Các bạn theo dõi nè, các bạn bắt đáp lên các bạn. Follow, like và tweet nè.
các bạn like nè. Rồi các bạn tự quyết lại nha các bạn. Tiếp tục các bạn xôn xào kênh Telegram của nó nè. Nhiệm vụ này các bạn có thể lách, các bạn có thể không join các bạn. Rồi bạn join sao đi. Rồi các bạn match up lên nè. Sợ nó lấy cái UID mình quá. Rồi tiếp tục các bạn copy cái hashtag này nè các bạn. Và tăng ba người bạn ơi copy cái hashtag này và tăng cái địa chỉ với BB Smash Chain mình vào nha các bạn. Cũng như những bạn này nè. Rồi các bạn bình luận nè. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi bạn trả lời nè. Vậy là xong nha các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình góp ăn chia 100.000 tỷ tập cần mini card đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.